Hello, xin chào tất cả mọi người. Ngày hôm nay mình sẽ tổng vệ sinh cái bếp và mình sẽ hướng dẫn mọi người cái cách mà gói cái giấy bạc này lại như thế nào. Vì các bạn biết không, khi mà cái bếp mà các bạn mà sử dụng ở bên Mỹ này á, có những cái rãnh như thế này. Khi mà mình sử dụng cái bếp mà nó có mấy cái thanh như thế này á, thì rất là khó chùi rửa. Và có nhiều khi á, mình nấu nó bị cháy các bạn. Nó bị cháy ở phía dưới này nè. Tại vì ở đây á, là mình với chị của mình á, là sử dụng cũng khá là kỹ, cho nên cái phần ở dưới bếp này nó không có bị cháy các bạn. Phần dưới này nè, nó không bị cháy. Cho nên khi mà mình ở chung với người khác á, thì họ sẽ bày rất là nhiều, và mình sẽ là người dọn dẹp. Cho nên á, các bạn bọc lại như thế này á, thì cái thời gian mà mình đi làm, hoặc là đôi khi mình bận bịu mình không thể nào dọn dẹp được á, thì cái bếp của mình nó không có tới nỗi là nó hư mà nó quá tệ bạc. Đó các bạn thấy nè, nó tràn nè các bạn thấy không? Nó dầu mỡ nè các bạn thấy không? Cho nên những cái này là phải chà nè các bạn. Đó. Đó, những cái này nè. Đó. Là phải chùi rửa rồi đó. Các bạn thấy không? À, như cái này là nó không có bị nè. Nhưng mà mình cũng phải rửa sơ lại. Đó, rồi. Giờ mình sẽ mời các bạn vào bếp với mình nha. Đây nè mọi người, đây nè, mọi người sẽ thấy nè. Mọi người thấy không? Nè. Khi mà họ nấu tràn á, tại vì nếu như mà mình nấu mà mình biết á, canh chừng á, còn những người họ nấu tràn á nè. Nè, nè, nào lớp dầu nè các bạn thấy không? Dầu ở dưới nè. Rồi mỡ nữa. Nè, các bạn thấy nó khét không? Nè. Khi mà nó khét như thế này á mà nó bám ở dưới cái bếp thì cái bếp nó rất là dơ các bạn. Cho nên á, mình phải bọc cái giấy này lại, để mình hạn chế cái lúc mà mình chùi rửa, mình hạn chế thì mình phải chà. Nhưng mà bây giờ không tránh khỏi rồi các bạn, thấy không? Cái này là mình phải chà thôi. Đây nè, bạn thấy không? Không thể nào tránh khỏi. Đó, rồi. Nè, dầu mỡ nè, thấy chưa? Tại vì đôi khi á, mình kỹ nhưng mà người ta không kỹ, thì mình bắt buộc mình phải có một cái cách để điều trị nhé. Đó. Bây giờ mình sẽ xịt cái này sơ qua để cho nó trôi, nó tẩy đi mấy cái xà bông, cái dầu mỡ rồi mọi người, để cho nó chốc ra. Bắt đầu mình dùng cái miếng cước mình chùi sơ. Mình chùi ra hết. Khi mà các bạn mà xài cái bếp màu trắng á, thì các bạn sẽ thấy được những cái phần mà nó bám ở trên cái bếp này á. Chứ còn khi mà mình sử dụng cái bếp màu đen này á, thì khi các bạn không có nhìn thấy, nhưng mà nó sẽ đóng thành một cái lớp bợn. Các bạn nhìn thấy nó đen đen á, các bạn sẽ nhìn thấy nó đen đen và nó làm cho cái ngòi lửa nó bị tắt, và mình sẽ khó mà bật lửa đó mọi người. Đó. Nè, mấy cái ngòi lửa này nó bị hư hết trơn à. Cho nên phải lâu lâu phải chùi. Các bạn biết không? Mình thuê nhà á. Có nhiều người họ thuê nhà chứ họ không có biết giữ gìn cho mình đâu các bạn ơi. Và họ chỉ sử dụng thôi chứ họ không có dọn dẹp. Nhưng mà đối với mình á, thì mình thấy là mình cũng xài bếp nút rồi, mình cũng xài của người ta, mình xài nó mới dơ, nếu như mình không xài thì làm sao mà nó dơ được đúng không mọi người. Cho nên á hả, mình luôn giữ gìn sạch sẽ cho người ta nữa các bạn thấy. Tại vì nó mà dơ quá thì mình cũng là người sử dụng thì nó cũng dính vào đồ ăn của mình, chứ đâu phải chỉ có người ta xài không đâu. Đó. Cho nên mình nghĩ là mình có một phần nào đó góp vào cái chuyện dơ của cái bếp họ. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ lau sơ lại. Mình lau sơ lại. Lau sơ cái xà bông này lại. Các bạn. Để mình xem coi nó còn dính chỗ nào nữa.
chị bỏ vô. Và bây giờ mình sẽ bọc cái giấy bạc nha mọi người. Mình là mình dùng cái giấy bạc dài, cái loại dài và dày á mọi người. Thì khi mà mình quay video thì cái giấy bạc nó làm sụt sạt, nó ồn quá cho nên mình phải ghi âm lại cho mọi người nghe. Thì các bạn đó, cái chiều dài của nó là 150 feet gì đó. Ở bên đây tiếng Anh mình không có rành nữa, họ dùng cái không có dùng mét cho nên mình không có biết đường tính. Thì các bạn kéo cho nó dài qua, cho nó dư ra mỗi bên một chút xíu. Và còn có phần đầu á, thì mình sẽ cho nó dư ra một chút xíu để mình bọc xuống, mình cho nó bọc xuống phía dưới. Khi mà mỗi lần mình nấu ăn nó sẽ không có văng lên những cái thành ngay chỗ đó, để mình hạn chế mình chà cho đó. Tại vì mỗi một lần mình chà cho đó rất là cực các bạn, giống như hồi nãy các bạn đã thấy mình đã chà rồi đó. Thì mấy lần trước mà mình không có chà, mình bọc như vậy thì mình chỉ là lau sơ sơ thôi. Nhưng mà khoảng một hoặc hai lần như vậy thay giấy bạc thì mình phải chà một lần để tránh cái tình trạng mà mỡ nó đóng vào những cái thành đó các bạn. Khi mà mỡ nó văng nó đóng đến cái thành đó mình lâu ngày quá là nó sẽ làm một cái lớp nó, các bạn có biết không đó, nó đọng phía dưới đó đó, đó. Khi mình đụng vào á, mình gờ mình thấy nó hơi rít giống như keo đó. Đó các bạn nhìn đó, nó bến vô á, rít giống như keo mà mình dán vậy đó, giống hồ vậy đó, rất là khó chịu. Đó, và mình phải bọc lại để cho nó có dính, là nó dính trên cái miếng giấy bạc thôi. Rồi mình dọn dẹp nó sẽ dễ hơn, tiện hơn. Vì bếp ở đây á, mà nó khó lau chùi lắm, cho nên nó mình phải có cái biện pháp. Bây giờ mình nhận xuống mấy cái này để mình cho nó lòi ra mấy cái lỗ mà mình bật lửa đó mọi người. Mấy cái lỗ bật lửa đó, lòi cho nó lú ra. Và mấy cái lỗ mà để mình khi mình để mấy cái đồ mà tia lửa lên á, mình làm một cái lỗ để mình để vô. Là nói chung là mình bọc hết luôn đó mọi người. Và mình làm cái bên kia tương tự như vậy luôn nha mọi người. Thì khi các bạn bảo vệ như vậy á, thì những cái đồ á, mà mình nhiễu xuống dưới á, nó không có bị dính vào cái bếp quá cứng quá nhiều. Bạn biết không, đôi khi cái bếp mà nó màu đen như thế này á, mà các bạn sẽ không nhìn thấy cái phần dơ đó đâu. Nhưng mà đến khi mà mình đụng vào hoặc mình lau chùi bếp á, nó rít, nó đóng một lớp mỡ rất là dày, rất là khó chịu. Và bây giờ mình tới cái phần phía trong thì các bạn sẽ thấy là phía trong này nó còn ít đúng không? Thì mình sẽ bọc lên trên luôn, lên phía trên luôn. Vì khi mà mình nấu ăn á, là nó sẽ không có bị cháy lên phía trên, mà nó cũng không bị dính lên cái thành ở trên. Đó, bây giờ mình cũng làm như vậy, y như cái phần bên dưới. Nhưng mà bây giờ phần bên trên này thì mình sẽ bọc lên trên cái mặt kín luôn, bên cái mặt đồng hồ luôn nha các bạn. Còn này thì mình phải sử dụng cái keo á để mình cố định lại. Sau khi mình bọc cái giấy bạc cho cái căn bếp xong thì bắt đầu mình quay qua mình chà rửa cái phần cái ngòi của cái bếp đó các bạn. Và cái đồ mà kê đồ á, cái nồi lên đó, đó. Mấy cái thanh sắt đó rất là nặng. Và nó cũng bám dầu mỡ đồ trên đó mọi người. Mỗi một lần thay bếp như thì chị rất là cực. Các bạn biết không, khi người ta thuê nhà đó, mấy người đó họ chỉ bài thôi chứ họ không có dẹp đâu các bạn ơi. Xong rồi mình quay qua cái mình bọc lại cái phần cái miếng này. Cái miếng này là cái miếng dính nhiều nhất các bạn. Nó dơ và nó dính nhiều nhất luôn. Cho nên mình phải bọc lại để cho khi mà nó nhiễu đồ ăn xuống đó, thì nó không có bị bám lên cái miếng đó. Tại vì á, đợt trước mình ở cái nhà bên kia mình cũng đã chùi rửa rất là cực, cho nên mình biết kinh nghiệm của nó. Xong rồi mọi người, đây hoàn thành cái căn bếp rồi các bạn ha. Đó. Thì đây là cái cách mà mình bảo quản cái căn bếp cho nó hạn chế lại cái việc phải chùi rửa rất nhiều. Cái này mình chỉ cần gỡ ra mà mình làm thôi. Nhưng mà các bạn vẫn thấy đó là mình phải chùi rửa cũng khá là cực. Nếu như mà mình không có bọc như thế này á, thì mình phải chùi rửa, cái thời gian của mình phải gấp 2, gấp 3 lần như vậy. Mình phải ngồi, mình chà cho nó trắng ra.
mình phải chà cho nó thật là trắng ra, bắt đầu mình mới 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 có thể mà để mấy này lên. Thì chắc có lẽ là thời gian khoảng 2 hoặc 3 lần như vậy. Thì một chút chia sẻ với tất cả mọi người cái cách mà mình bảo quản căn bếp. À quên nữa, mình sẽ còn kéo một cái lớp đây nè các bạn. Cái này là cái giấy mà để mình mình bọc thức ăn đó các bạn. Thì mình sẽ sử dụng dán lên đây. Đây để cho cái mỡ đó mọi người, mỡ của nó không có dính, không có dính ở đầy nhà. Tại vì á, cái bếp bên đây á, họ sử dụng á là cái không gian của nó, không gian kín các bạn. Cái bếp bên đây là không gian kín, cho nên những cái gì mà ở trong nhà á, là nấu ăn trong nhà là nó cứ lẩn quẩn trong nhà thôi, nó không có đi ra ngoài được. Cho nên nếu như mà các bạn mà không bảo quản nó như thế này á thì á hả kêu bằng mỡ dầu nó dính rất là ghê. Và khi mà nó dính lâu ngày quá á các bạn, nó sẽ nhiễu thành giọt các bạn, nó nhiễu thành giọt ghê lắm. Rồi xong cái phần bếp của mình đã hoàn thành rồi các bạn. Thời gian trước á, mình không có biết cái cách bảo quản như thế này á, và không có biết cái cách mà mình để mình che như vậy đấy các bạn biết không. Cái lúc đó mình phải chà hết cái phần dưới này ha các bạn, chà hết cái phần bếp này vì nó nhiễu các bạn, nó nhiễu. Rồi cái mình mỗi lần mình làm á, mình mỗi lần mình nấu xong á là mình cái thanh sắt này nè nó rất là nóng. Và nếu như mà mình muốn làm á, thường cái tánh của mình á là mình muốn làm là mình làm một công việc là mình dọn dẹp cho nó sạch sẽ luôn, và khi mình đi nghỉ ngơi là mình không cần phải dòng xuống và mình làm lại nữa. Vì khi các bạn mà buông ra rồi các bạn không muốn làm tiếp, mình muốn cho nó không có thời gian nghỉ ngơi á, cho nên khi mà mình muốn làm liền tại chỗ thì cái bếp nó cực kỳ nóng các bạn. Cho nên mình phải bọc như thế này để mình tránh cái tình trạng là khi mà đồ ăn mà nó có bị nhiễu ra ngoài á, nó không có bị bám xuống cái thành bếp quá nhiều. Nếu như bám thành bếp quá nhiều quá dày thì mình chà rất là cực. Và các bạn biết không, cái phần này mà các bạn mà không bọc như vậy á, các bạn mà không bọc như vậy các bạn chà, các bạn phải chà hết cái bếp này luôn và chà lên cả lên cái thành tường này và ở trên này luôn. Cho nên á mình làm như vậy á thì những cái mỡ dầu mình chiên mình xào mình nấu á là nó dính ở trên đó. Thì cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video của mình ngày hôm nay nhé. Mong là những cái điều mình chia sẻ với tất cả mọi người có thể giúp ích cho mọi người một ít gì đó, kêu bằng một cái mánh khóe để cho mình làm cái công việc bếp nút của mình nó sẽ nhẹ nhàng thảnh thơi hơn. Mà khi mà mình dọn dẹp bếp như thế này mình cũng sẽ cảm giác như là nó bớt cực hơn. Có nhiều người họ chà thì nó cực, nó lâu quá, mà còn nếu như mà không chà thì nó dơ. Cho nên đó hả, đây là cái mánh khóe mà mình sử dụng cho cái gian bếp của mình. Bye bye mọi người, và hẹn gặp lại vào những video sau nhé. Đừng quên đăng ký, like, subscribe, ủng hộ kênh cho mình. Hãy thả cho mình một like ở video này nếu các bạn cảm thấy nó là thông tin hữu ích và giúp cho các bạn tiết kiệm thêm thời gian trong căn bếp của mình nha. Bye bye.